ngày 13 tháng 6, Công an quận 4 đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra nguyên nhân một người nước ngoài tử vong trong căn hộ chung cư tại địa bàn. Trước đó, khoảng 15 giờ 15 phút cùng ngày, ban quản lý chung cư The Gold View đường Bến Vân Đồn nhận được tin báo của chủ căn hộ tháp A phát hiện có một thi thể là nữ mang quốc tịch Singapore trong căn hộ của mình. Sau đó, ban quản lý trình báo cơ quan chức năng. Nhận tin, công an có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, tử thi và lấy lời khai các nhân chứng. Bước đầu, công an xác định chủ căn hộ không có hợp đồng cho thuê căn hộ. Thẻ thang máy của căn hộ sử dụng lần cuối vào 22 giờ 20 phút ngày 31 tháng 1 năm 2024.